Em trai này rất là hiểu chuyện nha mọi người. Đúng là sẽ không có cái shop thứ hai nào sẽ bán những cái ba cái đồ mà xả hàng như mình, mà giá gọi là giá lỗ, giá không có ai mà mang đồ mà mang đi bán giá lỗ hết, đúng không mọi người? Mặc dù kể cả trong kho thì người ta cũng chỉ có gọi là người ta sẽ bán cho mọi người là một cái giá gọi là giá bằng giá người ta nhập, chứ không có ai mà bán giá lỗ gấp 3 lần như mình đâu nha. Chắc chắn với mọi người là một điều như vậy nha. Nên là những cái người mà hiểu chuyện là người ta sẽ biết, còn những cái người mà nó không hiểu chuyện thì nó sẽ vào nó nói linh tinh hết trơn à. Đó. Nói chung giá của mình thì lúc nào nó cũng sẽ rẻ hết trơn á. Không bao giờ gọi là giá mắc, tại vì mình chuyên về xỉ nhiều. Mình tập trung mình bán xỉ nhiều rồi mọi người biết rồi mà. Thì đây cái này là két nước hai quạt nha. Cái này là của hiệu Leo Rising của X1R. Nó mới về hàng cho mọi người. Đó, rất là đẹp nha. Cái này là rất là đẳng cấp nha. Xịn sò nha. Mặt trước mặt sau đều có luôn nha. Cái này thì hiện tại nó đang có cho xe Winner. Winner này, Winner X này, V1, V2 gì đó đều có hết trơn nha. Này là công ty Mã Lai người ta nhập khẩu về người ta làm nha mọi người. Còn sản xuất thì sản xuất tại Trung Quốc nha. Còn đây là đồ chính hãng của bên Mã Lai Hạnh Hoa nha mọi người. Đó. Đừng, mọi người đừng có để ý cái này, tại vì toàn bộ cái nào cũng là sản xuất tại Trung Quốc hết rồi mà. Còn quan trọng là cái công ty người ta nhập khẩu về người ta bán cho mọi người thôi. Nó giống như đồ Racing Boy và mấy cái điện thoại iPhone bên Mỹ nha. Đó. Thì giờ mình về trước một xe cho mọi người. Vài hôm nữa mình sẽ về xe tiếp theo mình lên cho mọi người. Ví dụ như anh em cần xe gì thì cứ inbox ngay cho mình nha. Két nước Leo Racing 2 quạt nha. À, miếng lưới này rất là ok và đẹp nha. Công nhận là Mã Lai á, người ta đặt bên đó làm rất là sắc sảo và sắc nét nha. Nó giống như là mình đang chơi đồ Racing Boy vậy đó. Đồ chất liệu, nói chung là có bên đó nó làm hàng là có chất liệu nha. Thì gia công thì gia công bên Trung Quốc thôi. Đây. Đó, chuẩn bị mình sẽ đi giao hàng cho khách.